Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình Cửa sổ tình yêu do Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn tổ chức sản xuất. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay như thường lệ có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trên hệ VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần và sẽ được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Dạ vâng, em chào chương trình ạ. Dạ vâng, chào em bạn. Em có câu hỏi muốn chương trình tư vấn cho em ạ. Năm nay em 37 tuổi, em lấy chồng được 17 năm và có 2 cháu. Dạ. Và em phát hiện chồng em cặp bồ trong mấy tháng nay ạ. Và em cũng đã để cho chồng có nhiều cơ hội để quay về như chồng em vẫn nhằng mấy cô kia ấy. Em thì muốn hỏi chương trình cho em lời khuyên là em hãy dừng lại hay là tiếp tục với cuộc hôn nhân này. Tiếp tục với cuộc hôn nhân này thì em rất mệt mỏi và giờ nhiều khi cảm thấy rất là mệt mỏi anh ạ. Tức là hai bạn đã trao đổi trực tiếp với nhau về vấn đề này rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, và anh ý thì nói thế nào? Anh ý bảo là anh ý vẫn... anh ấy vẫn muốn vẫn có vợ con. Đúng không? Vẫn muốn có vợ có con nhưng mà anh ấy không bỏ cô kia đâu đúng không? Vâng, cô của anh ấy cứ không bảo là không bỏ nhưng mà ý là vẫn quan hệ, em vẫn biết là vẫn quan hệ ạ. Thế nhưng mà anh ấy thì vẫn quan hệ rồi nhưng mà anh có hứa là không quan hệ không? Hay là không anh ấy anh vẫn không hứa là anh không quan hệ, anh không nói gì ạ. À, tức là trao đổi nhưng anh ấy không thể hiện cái gì cả đúng không? Vâng, vâng. Và thực ra thì mấy tháng gần đây thì bạn mới biết anh ta ngoại tình. Nhưng thực nếu mà cụ thể chính xác là bao nhiêu năm nay anh ngoại tình là bạn không biết rõ đúng không? Không, mấy tháng nay chỉ em biết rõ là mấy tháng nay mình ngoại tình thôi ạ. Rồi cô ý là ai bạn có biết không? Em biết ạ, em đã biết và em cũng đã gặp người ta. Bạn gặp người ta bạn làm gì họ rồi? Em chả làm gì, em cũng chỉ nói chuyện là thôi bây giờ cuộc sống hôn nhân thì chị cũng có gia đình và chồng em cũng có gia đình ấy. Tức là cô ấy cũng có gia đình riêng rồi đúng không? Vâng, cô đấy cũng đã nhiều tuổi rồi ạ. Nhiều tuổi hơn chồng bạn không? Nhiều hơn ạ. Thế chồng bạn năm nay bao nhiêu? Chồng em ngoài 40 ạ. Ngoài 40 thì chắc cô ấy 50 à? Vâng, ngoài 50 ạ. Ngoài 50 cơ. Rồi, thế có phải hàng xóm của nhau không? Không ạ. Nhưng mà biết nhau và đã hẹn gặp nhau ở quán cà phê rồi. Cũng trao đổi là chị sẽ buông tha cho chồng em ra. Chồng em trẻ người non dạ, nó mới ngoài 40 tuổi thôi. Chị hơn 50 tuổi, chị có nhiều kinh nghiệm. 50 ạ. Ừ, chị có nhiều kinh nghiệm nên là tôi buông tha cho thằng chồng nhà em ra đúng không? Vâng, không, cũng không, em cũng nói chuyện là từng tiếng với hai người phụ nữ thôi nhưng mà... Thế chị có nói gì không? Chị bảo em cứ về giữ lấy gia đình chị thì gia đình em, còn chị cũng không bao giờ chị bỏ gia đình chị. Chị cũng bảo là em cứ về lấy giữ lấy gia đình em thôi. Đúng không? Chồng em giữ chứ làm sao mà đổ tại lỗi của chị được đúng không? Vâng, vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào. Vâng, cháu chào. Em chào anh Đinh Đoàn ạ. Mình trẻ này, nhỏ nhẹ này, nhưng mà mình hiền lành quá. Vâng. Nhất là trong những lúc mà cần phải rắn giỏi lên để mà bảo vệ hạnh phúc của mình thì mình lại như là một nhà thuyết giảng đi gặp tình địch già của chồng mình để chị ơi chị buông tha cho em đi, chị giữ gìn hạnh phúc đi. Chồng em cũng là công chức xã hội, công nên thì em không công chứ người ta biết hết cả. Thật ra thì khi mà nó đã viêm ấy, viêm nhiễm nặng ấy, sốt cao co giật ấy, phải kháng sinh liều cao. Chứ mình lại cứ đi uống mấy viên thuốc lá thuốc lẻo như thế thì thứ nhất là nó không khỏi rồi, nó thành cái nhờn thuốc đi nhá. Vâng. Cái người mà đều là hai người ấy đều là cán bộ công chức, một anh 40. Không, cái chị kia không phải ạ. Thôi được rồi, ai là công chức không quan trọng nữa. Vâng. Một người ngoài 40 tuổi với một chị ngoài 50, đôi bên đều có vợ có chồng đến với nhau, phần lớn là vì nhu cầu tình dục. Vâng. Không có yêu thương dung dinh tâm hồn tâm miếc gì ở đây cả. Chắc chắn là chồng mình không quý cái tâm hồn của chị kia mà quý cái khác. Và chị ấy cũng thẳng thừng là chị cũng chẳng bỏ chồng chị để chị cướp chồng em, cho nên chị mới bảo em cứ về em giữ chồng chị đi, chị không lấy chồng của em đâu. Lâu lâu chị gặp một tí thôi đúng không?
Vâng. À, đấy thì thế thì ở đây trường hợp này là thôi ra mắt không thấy thì tim không đau. Bọn này là bọn ăn vụng thôi mà. Nhưng mà mình đã chót biết rồi thì chắc sẽ khó chịu. Nếu bảo bây giờ là thôi em cứ làm ngơ đi thì chắc không chịu được được đâu. Luôn Vâng, luôn tưởng bởi vì tượng cái ông ra. thế này, anh này, bởi vì là nhiều khi em biết rồi, anh ấy còn công khai đi qua đêm ấy anh. Thì về em lại càng tức với anh. Thì bởi vì mình hiền mình chả dám làm gì mà, đúng Vâng. không? Lại lại anh ơi anh nghĩ đi, anh tưởng tượng lại nhà mình đang êm ấm, hai đứa con đang thế nọ kia, lại bài ca ra trận thế thôi, đúng không? Vâng. Thế mình rồi tôi nói thật nhé, anh coi thường tôi quá đáng đấy. Nếu như thế tôi sẽ làm đơn, tôi đề nghị thôi thì tôi là người phụ nữ, tôi thấp cổ bé họng, chồng tôi không tôn trọng tôi nữa thì tôi nhờ các cấp chính quyền, tôi nhờ cấp nọ cấp kia, thủ trưởng của anh để giúp tôi. Anh ấy đang là cán bộ công chức thì ít nhất mình cũng phải biết là người ta có cái gì để mà phải giữ, người ta đang Anh lo bảo cái gì. anh chả sợ nhất thì mất việc anh về vườn. Chứng tỏ là mình chắc là mình không biết làm sao, nhưng mà nghĩa là mình không có nhiều giá trị đến nỗi mà anh ấy cũng chả muốn không muốn giữ nữa. Vâng, Tóm thì lại em thế, cũng tóm lại mình đang có làm ăn gì không, mình làm cái gì, em đi làm thợ may ạ. kinh tế có tự lập tự chủ không? Em có ạ. Về bây giờ em cũng có nhà rồi ạ, có Ừ, nhà. mình có nhà riêng hay nhà của ông ấy? Bây giờ vợ chồng em thì có hai vợ chồng em cũng lấy nhau và từ hai bàn tay trắng vợ chồng em cũng đã xây dựng được một cơ ngơi cũng khang trang và đầy đủ rồi anh. Và bây giờ thì nếu mà em cũng về thì bây giờ ngoài nhà ngoại em thì cũng còn một mẹ mẹ em và cũng có cơ ngơi cũng đàng hoàng Rồi, rồi anh ạ. con bé nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Con nhà em năm nay lớn bé nhất là 12 tuổi anh ạ. Bé các cháu tự lập được rồi một ít rồi đúng không? Cũng không phải bú Vâng. mớm dắt dữ gì. Vâng ạ. Bây giờ thế này, có hai hướng. Một thì phải làm quyết liệt, đến thậm chí không phải gặp cái bà kia nữa mà gặp nhờ chồng bà ấy. Em biết là Chồng có bà. thể anh là người thế này thế khác, nhưng mà thôi thì vì em, anh quản chị giúp em một tí, để mắt đến chị giúp em một tí, vân vân. Mà hôm hôm em lên thì chị cũng bảo em cứ vào nói với chồng chị bởi vì là chồng chị cũng bị tai nạn bây giờ kiểu như nó tai biến nó cũng nghiễng ngãng nha À, tóm lại thì ông lại nằm liệt một chỗ mà bà ấy đang thiếu một người đàn ông, và chồng mình thì đang trợ giúp, đúng cũng không? không dạng là liệt vâng cũng không dạng là liệt nên Đã là người liệt ta là vẫn cái đi đầu lại cái vẫn cấp tay cứu thì cũng được liệt đủ thứ vâng. rồi. Thế cho nên là cái đấy của mình nó khó khăn, nó chồng chất như thế đó. Vâng. Dọa tố cáo cơ quan thì ông ấy bỏ việc cũng được, miễn là có được cái bà già kia, đúng không? Hai Anh nữa bảo là anh định dọa là cái ông chồng kia thì ông lại liệt, ông nằm đấy bà cũng chẳng sợ. Vậy là hai người này, một bên không sợ vợ, một bên cũng chẳng coi chồng là cái gì, và đang say nhau. vâng. Chắc là buông thì khó. Bây Vâng. giờ thì có một cách nữa thế này ạ. Mình có nghề nghiệp, mình có thu nhập, mình có công ăn việc làm, mình đang có Vâng. hai đứa con, chẳng tội gì mình phải bỏ đi đâu. Cái nhà của mình là công sức mồ hôi của cả hai vợ chồng làm nên. Nếu mà anh không thích, anh có ra đi thì phải người ra đi là anh ấy. Tội gì mà phải về nhà ngoại cho nó khổ ra. Nhà mình ở, tiền mình có. Chẳng thèm về nhà nữa, cơm nước cũng không việc gì phải nấu nướng gì, nấu cho chăm cho con cho cái thôi. Em thì cũng muốn giữ gia đình ý anh, cũng muốn cho con bố con kiểu như là có con thì mẹ ngoài ngoại em thì bảo thôi không ấy thì về ngoài này chẳng ở trong đấy cũng khổ mà nói chung là dạng như ô sin bởi vì chồng em công chức đi từ sáng đến tối từ tối đến trưa và từ trưa đến đêm mới về có Nó hôm thì không ăn từ ở sáng đến nhà, ông đêm ấy mới không ăn về ở ạ nhà đúng không? và Ừ thôi không đỡ đỡ phải, em đần việc gì ạ không đỡ đần nhưng mà khỏi phục vụ, coi như là mình cứ xác định coi như chết rồi, gọi là coi như không có, nói như chết rồi thì nó tội nghiệp quá, nhưng coi như mà không em có. cũng nếu mà ở đây thì càng áp lực hơn anh ạ nếu mà Thế ở về đây cứ nhà nhìn kia thì thấy đỡ áp lực hơn, là tự nhiên đi lấy chồng, bây giờ nhà cao cửa rộng, xong rồi xách túi về nhà ngoại ở, bố mẹ thì cũng già rồi. bởi vì bây giờ bố em cũng đã mất rồi và bây giờ cũng chỉ còn có một mình mẹ em thôi ạ Ừ. Thôi thì tùy. Tuy nhiên vâng thì mình sẽ có nhiều cái cách khác nhau. Người ta có vâng thể mất 70% hay là mất trắng hoặc mất 30% là tùy lựa chọn của mỗi người. Trong lúc vâng hiện nay thì chưa thể đấu tranh để mà giành giật để cho quay đầu là bờ, vì cái điều quan trọng nhất là anh ấy không quý trọng gia đình nữa. Rất nhiều người vâng đàn ông đi cặp bồ nhưng mà khi vợ phát hiện và nói thì luôn luôn cũng có nói rằng là anh xin lỗi rồi, đây chỉ không ạ là từ hôm đấy chưa bao giờ xin lỗi em ạ rồi. Ông ấy cho rằng đấy chả phải có lỗi mà lỗi cô ấy. Cô không làm cho lỗi tôi đấy say đắm, tôi không yêu vâng được nữa. Cái vâng nhà này không là tổ ấm, ông đi suốt ngày ông chả thèm về. Mà thậm vâng chí là chẳng phải theo một cô gái trẻ mà lại theo một bà già
54 thì mình ở đây rõ ràng là thôi, không nói lỗi ở ai. Chồng em không ấy thì bảo mày nộp đơn ạ. Mày không thích thì mày nộp đơn. Đấy, nghĩa rằng chứng tỏ tất cả những cái việc ấy là để chứng tỏ rằng là anh ấy không thiết tha gì với gia đình, thậm chí mất việc cũng không sợ. Mất cả gia đình, không có vợ con thì thích thì nộp đơn đi, anh ấy chỉ cần có cái kia thôi. Vâng, thế thì nên em cũng đang phân vân là không biết ở hay là về ngoài kia ạ. Bởi vì là em cũng bảo là cho anh thời gian cũng là mấy tháng rồi. Bởi vì em phát hiện và em cũng đã mấy tháng nay rồi ý. Anh ấy có cần đâu mà cần thời gian. Vâng, thế nên là em cho cũng nên đang là kéo dài ý tính. Bởi vì em cũng, thế này là em cũng ở nhà em may và em cũng chăm nuôi. Bởi vì giờ đợt vừa rồi em cũng mắc một số ấy nên là em vẫn chưa ấy được. Nên là bây giờ em định là trong đây thì em cũng về ngoài. Đằng nhà nào cũng một mình nuôi con, đằng nào cũng phải làm thợ may để mới có tiền. Thế sao không ở luôn chính ngôi nhà do bàn tay mình làm nên, vẫn chăm con, vẫn từ trước giờ vẫn một mình, nay vẫn cứ một mình đi. Nhưng mà không trông cậy vào ông nữa và không có đặt niềm tin hy vọng rằng là kéo ông trở về, mà mình sống cho mình đi. Ngoài việc làm kiếm tiền, ngoài việc chăm con thì mình thương yêu bản thân mình hơn một chút. Đi đây đi đó, đi nọ đi kia, có các mối băng giao bạn bè, vui vẻ sống tươi tắn. Mình mới có 30 mấy tuổi đầu, đúng không? Đấy, nhiều người 37 tuổi trông ngon lành cành đào. Mình làm mình có tiền, mình váy vóc xong rồi, son phấn xong, các con nó lớn rồi, nhắc con ở nhà cắm cơm đi, mẹ đi đây đi đó, chiều nay mẹ đi giao lưu với chỗ nọ chỗ kia, hai đứa ăn cơm đi, mẹ về sau. Làm sao để thấy rằng không có, để ông nhận ra rằng không có ông ấy, mẹ con mình cũng không sao, mình cũng không chết. Để chứ còn bây giờ mình cứ chạy mình theo với này, anh ơi anh quay đầu là bờ đi, ông có cần quay đâu mà bảo là cho 3 tháng với 4 tháng thử thách. Em mấy tháng nay em cũng chả chuyện chả trò chả gì hết, về thích đi đâu thì đi và thích làm gì thì làm, em cũng không gọi điện mà cũng không chuyện trò ấy anh. Rồi. Theo tôi thì cái việc mà anh ta khắc phục những cái khuyết điểm mà đã xảy ra thì hầu như là không có phương án. Và anh ý quyết tâm rằng là sẽ bỏ mẹ con bạn để đi đến với người tình mới. Đâm ra cái chuyện mà níu kéo hay là cho anh ấy thời gian hình như không phải là cái phương pháp xử lý tốt. Bây giờ bạn phải tự xác định tương lai cuộc sống cho mình và các con của mình. Một là nếu mà không níu kéo được thì thôi, là có thể nộp đơn ra tòa để tòa phân xử. Và sau khi phân xử xong thì mẹ con bạn ở lại hay đi về nhà ngoại thì đấy là quyền quyết định của bạn nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia Tấn Lạc Linh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Bà Rịa, Vũng Tàu. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Dạ, em nghe ạ, em chào anh ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, câu hỏi của em là em 27 tuổi, chồng em 31 tuổi. Thì vợ chồng em mới cưới khoảng nửa năm. Em thì làm tự do, chồng làm công ty. Và lúc ban đầu mới về thì cũng chồng cũng khó chịu chuyện tiền bạc á, ban đưa cho em chịu thì cũng khó chịu nhưng mà cũng đưa. Cách đây 2 tháng thì chồng không có đưa, chồng bảo là muốn tiền ai nấy tiêu rồi ai làm thì nấy tiêu á. Rồi chồng muốn tự do thoải mái giống y như kiểu hồi độc thân á, cảm thấy sống với nhau cảm thấy không có thoải, ý là muốn độc thân cho cảm thấy mệt á. Nên em vợ chồng cứ hay cãi vã xích mích á, rồi chồng em thì không có muốn, bảo là không có muốn có con. Em bảo là để dành tiền để có con rồi để lo cho mẹ già yếu, nhưng chồng không có nói gì hết. Thế rồi buổi tối em đi chơi thì chồng khó chịu đòi ly hôn, rồi chửi tùm lum tùm la hết. Rồi nên là em không đi nữa, mà em cứ im lặng sống rồi nhà cửa cơm nước sạch sẽ, không có hỏi chuyện tiền bạc gì hết á, thì ok. Còn mà nếu mà em mà hỏi chuyện tiền nong là chồng em lạnh nhạt rồi đòi ngủ riêng ăn riêng. Em cũng có nhiều lần nói chuyện với chồng em là muốn như thế nào để vợ chồng giải quyết nói chuyện với nhau, nhưng mà anh nói là để anh suy nghĩ. Rồi gần 2 tháng nay rồi vẫn vậy mà em không biết làm sao hết. Rồi, thế là ở chung với bố mẹ chồng hay là ở riêng vậy? Dạ, ở riêng mà gần nhau á. Bố mẹ cũng có nói vô cho bọn em nhưng mà chồng em không, cứ im vậy. Nhà là nhà thuê hay là nhà bố mẹ chồng cho hay là tự mua? Nhà của bố mẹ chồng ạ. À, nhà bố mẹ chồng, và bố mẹ chồng rất là tâm lý là cho cặp vợ chồng mới cưới nửa năm là cho ở riêng, đúng không? Cho thoải mái hơn nữa trong việc chi tiêu trong gia đình. Nhưng mà có thể thấy rằng là mới có 6 tháng trải qua cuộc hôn nhân này thì rất là nhiều mâu thuẫn đã xảy ra, mà mâu thuẫn lớn nhất đó là mâu thuẫn tiền bạc, đúng không?
Dạ đúng rồi, tiền bạc Chắc cũng là cũng cưới nhau thì đã phân định là vợ sẽ quản lý tiền nong, trong khi đúng rồi. đó là chồng hàng tháng là đi làm về là có bao nhiêu là phải Dạ. nộp vào cái tài khoản đó, ngân hàng rút Dạ đúng ra rồi, thì em cũng nghĩ khó mà vậy. nộp vào thì Dạ. dễ, đúng không? Dạ. Một chàng trai đang sống một cuộc sống rất là tự do thoải mái, kiếm được bao nhiêu tiền thì là có thể ăn tiêu, thậm chí là chưa có một cái phương án gọi là tích lũy một cách cụ thể, đột Dạ. ngột vấp vào một cô vợ lại thắt chặt chi tiêu như thế thì rõ ràng là cũng phức tạp và mâu thuẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đúng không? Anh Dạ Đinh đúng Đoàn rồi. sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, xin chào em. Dạ em chào anh ạ. À, Ông xã là ba mấy? dạ 31 ạ, sinh Ông năm xã 93. 31, còn thanh niên còn ham chơi lắm, mình thì 27 đúng không? Mình Dạ. có người cùng ở Vũng Tàu không hay là mình ở các miền quê khác đến đó sinh cơ lập nghiệp? Dạ con ở Đắk Lắk vô đi đi học ở Sài Gòn xong rồi con xuống đây con cưới chồng thôi, mà con với chồng chỉ quen nhau có 3 tháng rồi cưới thôi ạ, mà cũng không phải là cưới chạy bầu gì hết. Dạ. Cưới hỏi đàng hoàng, đăng ký kết hôn đầy đủ đúng không? Dạ đúng rồi. Ba mẹ chồng Rồi con. thương cho hẳn hai đứa cái nhà ở riêng. Cái Dạ. việc lớn nhất của mình hiện nay là hãy đi làm công việc gì cũng được. Ở đời Dạ. không có gì quý hơn độc lập tự do. Đừng có trông đợi vào tình yêu quá nhiều. Lúc còn đang yêu nhau chưa thành vợ thành chồng, người ta có thể hứa đủ điều. Tiền của anh là tiền của em, chỉ cần em yêu anh thôi, còn mọi thứ để anh lo. Nhưng cưới nhau về rồi thì tôi chỉ thích tự do, tiền đứa nào kiếm được đứa ấy tiêu. Tôi chưa muốn có con, tôi chưa muốn trở thành bố. Tôi còn muốn đi chơi với bạn bè tôi cho nó sướng. Tôi tiếc một đời, gọi là một cái đời trai chưa vợ đúng không? Dạ đúng Bạn ấy rồi, chưa anh nói nhập thì được hơi tiếc vai. á. Mới có 6 tháng chưa nhập được vai là một người thanh niên đã có vợ. Vẫn đàn đúm, vẫn thích có tiền bạn rủ là đi. Thích đi đâu thì đi, không thích quản lý. Nhưng mà ngược lại rất muốn quản lý vợ. Đúng Dạ không? đúng rồi, con bảo con đi mà con đi chùa thôi, đi chùa với mấy người lớn lớn già già rồi con về chứ cũng không có trang điểm ăn diện gì hết, mà về cái chửi la rồi đuổi con ra khỏi nhà rồi đòi ly hôn rồi cũng lên tòa giấy luôn, xin giấy về để đòi ly hôn này kia, cái con khóc quá cái con chồng con thôi. Mình không cần phải khóc vì thật ra mình cũng có một cái khó khăn. Mình từ Đắk Lắk thân cô thế cô về Sài Gòn học xong bị chồng cướp đưa về Vũng Tàu. Bây giờ xung quanh mình không có ai, ba mẹ thì xa, anh chị em cũng có đúng không? Mình lại Dạ. tiền không có nữa, gọi là khó Dạ khăn, không, chồng khó khăn. con thì con đi làm tự do, tuy là tự do thoải mái thì thời gian con vẫn chi tiêu được cho bản thân con ạ. Rồi, mình đi làm tự do vẫn là gọi là trước mắt thôi. Xác định mình phải đi làm cơ quan, phải mình có học có hành để cho ổn định sau này mình còn có. Ví dụ hôm nào mà mình sinh con mình nghỉ, không con mình còn có chế độ, mình cũng không ai nói. Bây giờ mình làm tự do, cái khổ của phụ nữ là này, nghỉ ngày nào là không có lương ngày đó, không có thu nhập ngày đó. Bây giờ mình còn trẻ chưa có con thì mình có thể là bán hàng online hoặc là cái gì đó mà gọi tạm tạm có thu nhập. Nhưng về mặt lâu dài mà nó để cho mình có một cái vị thế vững chắc thì mình phải phải khẳng định bây giờ rất là may hai đứa mới cưới nhau chưa có con. Thay vì cải tạo anh ấy, đưa anh vào nền nếp khuôn khổ thì mình hãy việc đầu tiên là khẳng định bản thân. Xin đi làm đi, làm ở đâu đó đi, thời buổi này đừng có nghĩ là phải thi công chức biên chế gì, nhưng mà làm ở công ty mình học hành cái gì đó thì mình sẽ đi làm những lĩnh vực như thế. Còn cái chuyện mà bán hàng online hay là thêm cái này khác chỉ là việc làm thêm thôi. Dạ Khi mình con làm mà chăm sóc mẹ và bé sơ sinh á, thì ban đầu con mới làm thì cũng có mấy triệu tháng thôi, nhưng mà bạn con làm thì tiền cũng nhiều lắm, ý là cũng con thấy cũng có tiềm năng, mà con thì con biết là con có hợp với nghề không thì con cũng đang ráng theo thôi, còn nếu Rồi. không ổn thì con sẽ quay lại công ty làm. Đấy, đi Dạ. làm công ty chăm sóc mẹ và bé cũng là một cái nghề bắt đầu đang hot hot hiện nay. Nhưng mà Dạ. với những người mà người ta đầu tư cơ, người ta làm chủ hệ thống chăm sóc mẹ và bé cơ. Thế còn những người mà đi đi làm thì chắc người ta trả mấy triệu một tháng hay bao nhiêu triệu tùy theo thôi. Chứ sẽ không thể gọi là bà chủ được. Mình chưa đủ đến cái tầm bà chủ. Nhưng mà xác định thế này này, tương lai trước mắt là củng cố vị thế của bản thân. Có tiền, thế xong rồi sau này đến mức độ tiếp tục là
Vì ban nãy mình nói rằng là vợ cứ ở nhà cơm dẻo canh ngọt cho, nếu không đòi tiền thì chồng không nói gì. Thế thì Dạ. mình sẽ phải tiến tới rằng nếu không đóng tiền thì không có ăn. Dạ thì Đi chồng ăn con cơm cũng bình dân có. thì cũng phải bỏ 30.000 thì người ta mới xúc cho đĩa cơm chứ, lấy đâu mà có. Huống Dạ chi như là một cái nhà. chồng con đi làm về, xong rồi chồng con tự mua. Hôm nào vui thì mua đồ ăn nhiều, còn không thì trong tủ lạnh còn những gì thì ăn đó. Chứ là cãi nhau thì không mua, còn mà bình thường thì chồng tự cầm tiền tự mua chứ không có đưa tiền cho con. Rồi không có được Dạ. tiền thì cũng chả làm sao cả. Sau này có nếu như nói rằng anh có muốn ăn chung với em không, nếu ăn chung thì mỗi tháng là mỗi đứa nộp 2,5 triệu, vậy là 5 triệu tiền ăn bỏ riêng ra để đồ cùng đi chợ cùng nấu ăn với nhau. Còn nếu anh thích ăn thì ăn, mà không thích đưa thì hôm nào có mua thì ăn, mà không có thì tự túc, để cho cảm Dạ. nhận thấy rằng là cần phải có một cái ràng buộc nào đó với nhau. Còn sau này mà sinh con rồi á thì mình phải có những cái quy định rõ ràng. Mình không yêu cầu anh ấy kiếm được bao nhiêu đưa cho mình quản hết. Thế nhưng mà cái nhà này hai vợ chồng với một đứa con tiêu mỗi tháng hết 20 triệu. Vậy thì em đi làm lương chỗ em thấp, em chỉ có được 6 triệu. Vậy thì 14 triệu anh nạp vào đây. Còn anh có kiếm được 80 triệu hay 100 triệu thì việc ấy em cũng không quan tâm. Nhưng mà để duy trì và cuộc sống gia đình thì phải có sự đóng góp. Thế nó mới tạo ra gia đình mà. Gọi là gây quỹ đấy, đúng không? Thế còn nhưng mà bây giờ thì vì mình nó giống như một cái cây, nó mới nhổ ở chỗ khác đem về trồng, rễ nó chưa sâu, nó chưa bền, chưa chắc, cái khả năng lung lay bật gốc nó còn rất là dễ, cho nên thôi mình tập trung vào mình nâng cấp bản thân nhé. Dạ. Học đi tiếng Anh, tiếng Yết gì thêm, học thêm nghề, thêm Yết đi. Nếu có điều kiện thì đi làm ở chỗ nó vững chãi vững chắc đi. Nói Dạ. chứ gì thì gì, chứ mình khi mà mình có mọi thứ ở trong tay, có tiền, có nghề, có mối quan hệ, có bạn bè, thì mình không có chỉ trông đợi vào một người chồng nữa. Còn nếu bây giờ mình mà cứ cái gì mình cũng cắt gọt đi, nỗi không dám đi đâu, đi chùa, đi với mấy bà già, xong dần dần là anh ấy thấy cái việc mà anh ấy quản lý mình ấy là hợp lý, và biến mình thành một cái người ngồi ở góc nhà đó. Dạ Tiền con thì cũng không đưa muốn. nhưng mà lại Dạ. phải phục vụ. Nhá. Dạ. Rồi. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi Dạ của con anh cảm Linh ơn Đoàn ạ. sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều. Xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Tôi xin chào ekip của chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, tôi muốn có câu hỏi, muốn nhờ chương trình tư vấn giúp tôi. Dạ vâng, anh Tôi nói đi ạ. vâng ạ, tôi thì hiện nay là cái quan hệ vợ chồng ấy Vâng. là không biết làm sao ấy, là độ 4 năm nay rồi là tôi quan hệ xong ấy, thì là bắt đầu là nó khó thở, tức là nó thở dốc và đau đầu ấy. Thế à? Là không biết là cái lý do này thì nó nói như nào, tôi muốn nhờ chương trình tư vấn tôi là cần nên như thế nào. Dạ vâng, anh tần suất quan hệ tình dục của anh là như thế nào ạ? Tôi thường thường một tháng độ 3 lần. Thế và mỗi lần thế là thở gấp à? Thế đã bao giờ ngất chưa anh? Có bị làm sao không? Thực ra là ngất thì cũng chưa có đàn ông ngất đâu, chưa Thế đến à? mức như thế. Vâng. Vâng. Chỉ có cảm thấy là rất là mệt thôi đúng không? Mệt Khó thở, thở, tức là cứ tức ngực, tim đập há nhanh. mồm thở dốc và đau đầu. Rồi, thế là có đi đứng lại được không? Có Không. bị chùn gối không? Thực sự không đứng lên được. Không đứng lên được á? Vâng. Khổ thế à? Thế là bao nhiêu lâu sau khi quan hệ xong thì đứng lên được? Thì nó khoảng chừng độ tiếng, khoảng hơn tiếng gì đấy. Thế à? Hơn tiếng, vâng. Vâng, thì là mới gọi là ổn định tất cả mọi cơ quan trên cơ thể để có thể đứng lên đi lại Đúng bình rồi, thường, đúng đúng rồi, không? vâng, đúng rồi, khoảng đấy nên ổn định tất cả vào. Rồi, thế là bà ấy, nhà mình có biết là anh có những cái hiện tượng ấy không? À, nhà tôi có biết mà. Vâng, thực ra thì cũng phải chia sẻ với nhau như thế để nhỡ có vấn đề gì xảy ra thì chị lường trước những cái biện pháp mà có thể gọi là tạm thời cấp cứu cho anh. À Nhỉ? không, đây không phải là chia sẻ mà đây nói là vợ chồng thường xuyên là như vậy. Bởi vì này, hôm nay là tôi được thông báo là hôm nay được tiếp chuyện anh. Tôi trực hai vợ chồng, cả hai vợ chồng tôi đang trực giờ đến giờ. Bây Thế giờ ạ, được nghe đây ạ. rồi rất là cảm ơn sự quan tâm của anh đối với chương trình, Vâng. và cũng hy vọng là qua cái cuộc trao đổi của ngày hôm nay ấy thì anh chị cũng rõ một vài vấn đề về sức khỏe của mình để có cái cách phòng tránh nếu mà có bất trắc xảy ra. Vâng. Anh có thường xuyên, anh là cán bộ về hưu ạ? Tôi bộ đội về hưu, À, à, tức tôi là bộ có đội bảo về hiểm y không về tế hưu, đàng bộ đội hoàng về đúng không ạ? nghỉ. Rồi, thế là có hàng tháng có đi khám thường kỳ không ạ? Thực ra khám thường kỳ thì không có, nhưng mà tôi hay bị phải đi viện lắm. Thế à, Tôi bệnh thường gì thế xuyên phải anh? đi viện vào. Bệnh gì ạ?
Tôi báo cáo với anh cùng ekip của chương trình là tôi có mấy bệnh mãn tính như này. Một là cái tiền liệt tuyến, hai là cái viêm mũi dị ứng, ba là cái phổi tắc nghẽn. Trời ơi. Và tôi hiện nay đang còn mảnh kim khí ở trong phổi, màng trong phổi bên phải. Trời. Rõ ràng ở lứa tuổi 65 thì cũng không còn phải gọi là trẻ nữa, không phải là thanh niên nữa đúng không anh? Và nhất lại là có những cái nhiều cái bệnh nền, ví dụ như là phổi tắc nghẽn, thế xong lại còn tiền liệt tuyến, phì đại đúng không ạ? Biết là kích thước lớn chưa, nó đã chèn ép vào cái bàng quang làm sao, chèn ép vào ở các bộ phận khác ở khu vực ý như thế nào. Thì bác sĩ Hoàng Thí Hải sẽ xem cái mối liên hệ của cái việc mà mỗi lần quan hệ xong thì cả cơ thể cảm thấy nó rã rượi như thế. Và các bệnh mà anh đang có, nhất là về bệnh phổi cũng như là mảnh đạn pháo nào đó đang ở trong cái lồng ngực của anh nhé. Vâng. Xin mời bác sĩ Hoàng Thí Hải ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, tôi chào chị. Vâng ạ. Chị nhà anh thì bao nhiêu tuổi ạ? Nhà tôi là 67 ạ. À thế ạ, vâng, cũng bằng tuổi nhau anh nhỉ? Không, nhà tôi nhiều hơn 2 tuổi. À nhà chị, vâng, chị nhiều hơn anh 2 tuổi. Vâng. Nhưng mà chị vẫn hát được cùng với anh một bài. Nhà tôi hát tốt lắm, nhà tôi nó còn hơn tôi nhiều. Ủa thế ạ, vâng, thật là chúc mừng anh. Chứ nhiều người như cùng tuổi hoặc là thậm chí hơn tuổi như anh chị ấy, đến cái tuổi như thế này rồi là rất là khó có thể hát cùng bè với nhau được. Tôi báo cáo với chị như thế này, thực ra cũng là được ông trời ông phú thế nào. Chứ bây giờ tôi đúng nhiều người tâm sự, nhiều người ở cái tuổi như vậy tôi, người ta sợ lắm. Nhưng mà nhà tôi được cái là nước tôi đầy đủ, mọi người cứ muốn, người nào cũng muốn gần chồng. Nhưng mà rất tiếc là anh thì lại sức khỏe lại rất là có vấn đề. Một cái bệnh mãn tính mà anh đang mắc phải ấy, thì nó thực sự là ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của anh. Đấy chính là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi là COPD. Và khi mà bị cái bệnh này ấy, thì lại còn kèm thêm một cái mảnh kim khí ở trong phổi nữa. Có nghĩa là cái chức năng phổi của mình nó lại rất là hạn chế. Và khi chức năng phổi nó bị ảnh hưởng như vậy thì nó sẽ không cung cấp đủ được oxy. Cái đấy là quan trọng nhất ạ. Và cái mà không cung cấp đủ oxy thì nó lại liên quan rất nhiều tới cái việc cung cấp máu cũng như là vận chuyển máu vân vân. Vì thế nó ảnh hưởng tới toàn bộ cái hoạt động của anh, bao gồm cả hệ hô hấp cũng như là hệ tim mạch. Vâng. Và mỗi một lần quan hệ tình dục mà trong khi chị thì lại hợp tác rất là tốt, vì thế anh có thể nói là anh quan hệ tình dục hết mình, chứ không phải là trèo trợt hay là chỉ trả bài bình thường, gọi là qua loa, đúng không ạ? Và đấy chính là một cái hoạt động nặng. Một cái hoạt động nặng đối với cơ thể của anh ạ. Có vẻ là quá tải so với cái phổi của anh. Và cái phổi của anh thì cái bệnh COPD thì có lẽ giai đoạn này nó chưa ảnh hưởng nhiều lắm tới cái chức năng sống của anh, cho nên là các cái hoạt động của anh vẫn còn bình thường và sức khỏe của anh tương đối ổn định. Vì thế mình không thể chủ quan được ạ. Anh phải theo dõi của bác sĩ rất là sát, và chắc là anh cũng tham gia cái câu lạc bộ COPD của bệnh viện mình, đúng không ạ? Có rồi, đúng rồi. Đúng rồi ạ. Thăm khám thường xuyên để đánh giá được cái chức năng thông khí, rồi là kiểm tra xem là nó cần phải điều chỉnh thuốc như thế nào, thuốc giãn phế quản ra làm sao, vân 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 vân. Rồi những cái đợt cấp anh cũng phải được điều trị kịp thời. Và một cái hơi tiếc một chút so với chị, và chị hết sức thông cảm, nếu chị có nghe chương trình này, chị hết sức thông cảm cho anh. Vâng. Không phải vì anh ra ngoài hay là không phải vì anh không yêu chị, mà thực sự COPD nó ảnh hưởng đến phổi và nó ảnh hưởng đến nhiều chức năng khác. Trong đấy có chức năng quan hệ tình dục. Các lời chị này, hôm nay chị bảo là nói về vợ chia sẻ, thứ là cả hai vợ chồng tôi trực từ một giờ đến giờ. Bây giờ vợ tôi hai vợ chồng cùng đang nghe. Vâng ạ. Rất là cảm ơn anh chị. Thế cho nên là mình có lẽ là mình không thể hết mình được nữa rồi ạ. Lựa chọn những cái nó phù hợp thôi. Nó có thể rút ngắn thời gian, có thể làm thế nào đấy, nhưng mà nó không quá mất nhiều sức.
để có thể gây ra cái ảnh hưởng như anh đã mô tả. Mỗi một lần quan hệ tình dục, người ta phải thấy rất là thoải mái, người ta thấy khỏe mạnh hơn, sau đấy người ta thấy mọi việc không ảnh hưởng gì. Chứ còn nếu mà mình quan hệ tình dục mà sau đấy mình cảm thấy rất là mệt, thậm chí lại còn phải nằm, người ta chỉ nằm nghỉ 5-10 phút, 15 phút để hồi phục lại các hoạt động, chứ còn mình nghỉ tới 1 tiếng, có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cơ thể của anh rồi ạ. Và nguy cơ như anh Văn nói lúc đầu ấy, có những cái nguy cơ có thể rất là nặng, có thể xảy ra khi mà anh chị yêu nhau sâu như vậy. Vì thế mình phải hết sức cân nhắc và lựa chọn những cái hình thức như thế nào, có thể sử dụng tất cả các cái cơ quan như thế nào để có thể phù hợp nhất. Tôi tin là anh chị sẽ chọn được cái phù hợp nhất cho mình ạ. Thực ra là tôi cũng chưa biết là chọn hình thức nào, tôi đang muốn nghe tư vấn của chị là nên như thế nào. Bởi vì này, khi mà quan hệ bình thường nếu như không chưa xuất tinh ra thì không vấn đề gì, nó bảo là hơi mệt thôi. Vâng. Nhưng ạ, một khi đã xuất ra rồi thì bắt đầu là thở dốc, há mồm thở. Vâng. Thế ạ, thì trong khi đó là nhà vợ tôi lại phải lấy dầu xoa. Vâng. xoa hai cái thái dương. Vâng. Và đồng thời vứt ngược. Vâng. Xuống. Thế thì trong 3-4 lần quan hệ tình dục có thể mình chọn lấy 1-2 lần không xuất tinh chẳng hạn. Bởi vì nếu xuất tinh thực sự ảnh hưởng như thế thì mình không nên sử dụng cái phương pháp đấy, mà mình nên hạn chế thôi ạ. Thế và sử dụng nhiều cách khác đi. Thế thì nó mới chất lượng chứ. Còn nếu quan hệ tình dục xong nhỡ đâu lại rời một ngày nào đấy mà lại không dậy được nữa thì sao? Không, đúng là bà xã lúc nào cũng quan tâm xong cả biết là như thế là quen. Bây giờ tôi bị cách đôi 4 năm, hơn nữa là cái bị cái bệnh mà COPD là 11 năm rồi. Vâng ạ. Còn thế cũng rất là tốt rồi đấy ạ. Nhiều người lâu như của anh là cũng sẽ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống đấy. Nên như thế nào? Thực ra tôi chưa hiểu là cái cách chị bảo là nhiều cách thì tôi là chương trình thì không thể tư vấn sâu được, bởi vì dành cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó cả người lớn tuổi và người nhỏ tuổi. Đâm ra lại để tìm cái phương thức nào nó phù hợp và anh không mất sức khỏe nhiều. Thì cô có thể dùng bằng tay của chị, anh cũng cảm thấy rất là thoải mái rồi mà, đúng không? Không, chị bà sẽ phóng đồng cho vào thiết. Rồi, còn nếu mà anh muốn tư vấn sâu hơn thì anh hãy nên kết nối với tổng đài của chương trình để có một cuộc tư vấn riêng và sẽ không ảnh hưởng đến cái việc phát sóng của chương trình. Bởi vì khi tư vấn sâu như thế, có những điều rất là tế nhị có thể cần phải thể hiện. Điều quan trọng nhất của anh lúc này đó là thăm khám bác sĩ thường xuyên hàng tháng, bởi vì tôi được biết rằng với cái phổi tắc nghẽn mãn tính là một cái bệnh mà hàng tháng phải đi thăm khám. Còn nếu mà anh cảm thấy là đơn giản nhất, sau mỗi lần mà không phải thở dốc nữa thì hình như là tôi biết được rằng là có cái thuốc giãn phế quản, đúng không ạ? Thì xong xuôi đâu đấy thì anh cho nó giãn hẳn ra nhá anh nhá. À, cái này cũng chia sẻ thêm 1-2 phút với anh như này. Thực ra là cái thuốc đấy là hàng ngày nó phải có rồi, phải dùng rồi. Xịt vào để cho nó rồi cái chỉ định dùng thuốc xịt đó thì chắc chắn là anh đã thuộc hơn tôi, bởi tôi không bị mắc cái bệnh ý. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.